Bây giờ chúng ta sẽ sang đến kỹ thuật tơn quả bàng hoặc quả chám. Đây chính là quả bàng và quả chám. Thì chúng ta sẽ nhìn kỹ và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên là chúng ta cần chọn khoai tây. Ở đây thì tôi sẽ có 3 củ khoai tây cho các bạn. Đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn cách chọn khoai tây. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là gồm có một quả thon dài, một quả thì tròn và một quả là thon dài nhưng là bé, bé hơn. Thì các bạn ở đây các bạn chọn, không nên chọn hai quả thon dài quá to như thế này. Thì khi quá to chúng ta tơn rất là mệt và chúng ta vứt đi rất là phí. Vậy nên chúng ta chỉ chọn những củ nào mà nó vừa tầm. Đầu tiên là vừa tầm tay của chúng ta này, để chúng ta có thể cầm được chúng ta tơn này. Cái thứ hai là nó không quá to, nó to như thế này thì khi chúng ta sơ chế thì nó rất là khó, không thể nào mà định hình được. Thì đầu tiên chúng ta có một củ khoai tây loại bé. Tiếp theo là tôi đã có một củ khoai tây, một miếng khoai tây ấy, gọi là một phần tư miếng khoai tây tôi đã bổ ra, thì tôi sẽ đặt làm mẫu cho các bạn. Và chúng ta có thêm một miếng để tôi thực hành cho các bạn, thì tôi sẽ để đây vì tôi chưa động đến. Tiếp theo là một quả trứng để chúng ta luyện tập ở nhà. Ở nhà thì các bạn có thể là sử dụng trứng gà ta cũng được, trứng vịt cũng được và trứng gà công nghiệp cũng được. Và cái dao hôm nay chúng ta sử dụng đó là dao tơn hay còn được gọi là dao tỉa trong đồ Âu. Ở nhà thì các bạn cũng có thể là sử dụng một số loại dao để các bạn có thể dùng được, đó là dao nhọn này ở nhà. Nếu chúng ta không mua được các loại dao chuyên dụng thì chúng ta có thể để sử dụng một trong hai loại dao này, miễn sao là một là nó có lưỡi nhỏ mảnh để chúng ta có thể là tơn nó dễ dàng hơn. Còn nếu không thì chúng ta có thể là mua dao kiwi chuyên dụng. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy là trứng thì chúng ta sẽ chọn quả trứng làm sao mà nó thon dài giống như là củ khoai tây thu nhỏ các bạn nhé, các bạn nhìn thấy. Tiếp theo chúng ta xác định điểm A và điểm B. Thì chúng ta sử dụng một con dao, cách chúng ta cầm dao này là bốn đầu ngón tay của chúng ta ôm sát vào phần cán dao, còn ngón cái của chúng ta thì chúng ta ôm sát vào phần lưỡi. Nhưng chúng ta không phải là giữ chặt ở đây thì chúng ta sẽ bị đứt tay này. Chúng ta sẽ đi từ điểm ôm chặt nhé, ôm chặt phần cán dao này. Chúng ta sẽ đi từ điểm A đến điểm B. Đây là đối với các bạn mới học và mới tập, chưa thành thạo. Và các bạn nhớ là chúng ta đi như thế này để cho chúng ta quen. Đây là tôi đang quay chính diện cho các bạn này. Nhưng khi các bạn nhìn này, đầu tiên là con dao nó nghiêng này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó vát nhá. Nó vát một góc là bao nhiêu độ? Từ 30 đến 35 độ thôi. Rồi, bây giờ ví dụ tôi sẽ cắt và cạo mạnh. Các bạn có nghe thấy tiếng không ạ? Tại sao chúng ta lại phải tập trứng như thế này để làm gì? Để khi mà chúng ta vào với lại thực phẩm chính, bây giờ tôi sẽ vào thực phẩm chính cho các bạn, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đi quả trứng như thế nào thì chúng ta đi miếng khoai tây như thế, và nó đã tạo thành một cái form, một cái đường cho chúng ta đi rồi. Bây giờ tôi sẽ đi cho các bạn này. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định điểm A và điểm B chúng ta nằm ở đâu nhá. Tiếp theo này, có ở đây có ba cạnh thì chúng ta sẽ đi và phá vỡ ba cái cạnh này đi, phá vỡ ba cái cạnh này. Chúng ta sẽ phá vỡ ba cái cạnh này đi. Được chưa ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ phá vỡ tiếp ba cạnh tiếp theo. Khi chúng ta phá vỡ ba cạnh rồi thì chúng ta sẽ được ba đường cung. Nhưng bây giờ ba đường cung này nó lại không thể nào đẹp vì chúng ta còn những cái vết góc khác. Thì chúng ta mới bắt đầu đi tiếp ba đường cung mới. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy là bắt đầu nó sẽ có một đầu to và đầu nhỏ và các cạnh nó chưa được đều nhau.
thì chúng ta bắt đầu mới đi xử lý các cạnh còn lại để làm sao cho nó đều nhau và nó có 6 mặt. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là nó đều nhau này. Được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là thành phẩm của chúng ta sẽ không bị nhọn đầu. Đúng không? Các bạn nhìn thấy nó không bị nhọn đầu đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một thao tác nhỏ là chúng ta loại bỏ hai phần đầu nhọn. Tại sao chúng ta lại phải loại bỏ hai phần đầu nhọn này để làm gì? Thứ nhất là khi chúng ta nấu thì hai phần đầu nhọn này nó sẽ bị nát và nó sẽ tạo ra một lượng bột nhỏ có thể có trong món ăn, giúp cho món ăn của chúng ta nó mất thẩm mỹ hơn và nó có thể là bị bén đít nồi. Vậy nên chúng ta cần xử lý về mặt thẩm mỹ này, về mặt hình dáng này, về mặt kích thước là chúng ta sẽ xử lý nó hai cái đầu nhọn này đi. Một số bạn thì quen rồi, chuyên dụng rồi thì chúng ta sẽ không cần xử lý hai đầu nhọn này mà chúng ta tơn đến đâu là chúng ta cảm nhận đến đấy. Nhưng đối với cái video này thì tôi phải xử lý cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy là hai đầu nó không còn nhọn nữa. Và từ 1/4 miếng khoai tây chúng ta sẽ tơn ra được một quả bàng hay còn được gọi là quả chám. Và những cái phần này thì chúng ta sẽ giữ lại để chúng ta làm gì ạ? Thì chúng ta làm khoai tây nghiền hoặc là chúng ta làm khoai tây bỏ lò phô mai. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy cái từ một củ khoai tây này đến với 1/4 miếng khoai tây này và đến thành phẩm. Các bạn xem kỹ cái video này nhé. Rồi chúc các bạn thành công.